Vô đi, vô đây. À, đi thoải mái tự nhiên nha. Nè, đây vị trí phòng bếp đẹp không? Đẹp ghê không? Dạ. À, đây nguyên một cái bàn ăn rất là rộng rãi thoải mái luôn. À, ngồi ăn ngon lành. Nè, à, bạn cùng phòng với em á. Dạ. Dễ thương dữ lắm. Mà ăn ở cũng sạch sẽ nữa. Cho nên ha, yên tâm ha. Dạ, dạ. À, thấy không? Nguyên một cái view rộng thoáng đẹp. Nhìn toàn thành phố. Trời, sung sướng chất. Quá ok ha, ok quá trời luôn ha. Chị thích dữ lắm á. Không phải vì tiền là chị không có cho thuê đâu. Chị nói thiệt á. Mà chị mến em dữ lắm. Chị mới để cho em cái giá rẻ vậy. Chứ người khác nha, còn lâu không có cái giá đó đâu. Thiệt á, chị đảm bảo với em. Không có đi đâu mà tìm được giá đó hết. Dạ. Cho nên á, là quyết định lẹ đi. Chứ không là chiều nay mà có cái bạn khác bạn tới nha. Bạn thích quá, bạn xong liền. Mất cơ hội ráng chịu. Nha, nha. Nếu như mà như vậy thì... Hợp đồng đúng không? Dạ. Trời trời, chị chu đáo lắm. Trời, chị chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Ở đây, à, đây, chuẩn bị sẵn hết. Thấy không? Đây, em không cần phải điền thông tin gì hết. Chị sẽ điền cho em luôn. Đây, em cái việc cầm bút, ký tên vào. Đó, cứ ký đi. Yên tâm ký đi. Trời ơi, đừng có lo. À, đó, được đó. Ok, nhanh gọn lẹ chị thích ha. Đây, chìa khóa của em. Hôm nay em có thể dọn vào ở luôn. Ha. Dạ. À, quên. Để chị điện thoại thông báo cho bạn cùng phòng của em biết một tiếng nha. Đợi chị xíu nha. Alo. Dạ Miên. À hả em. Ờ, chị Miên Ngân chủ nhà nè. Ờ, chị tìm được bạn ở ghép chung với em rồi. Bạn tên là Thái Trinh. À, nhìn cũng trắng trẻo sạch sẽ nên là yên tâm ha. Ừ, rồi, vậy đi ha. Ờ, thôi một chút nữa bạn về á, hai đứa tự làm quen với nhau nha. Dạ. Chị phải đi về, bầu bì nhiều, mệt. À, chúc ở vui vẻ ha, bye bye. Dạ. Trời nóng dữ vậy ta. Đi tắm. Chào cả nhà, cứ càng vui vẻ. Trần gian còn cái gì đau khổ hơn như vậy? Anh là ai mà vô nhà của tôi? Tôi hỏi cô mới đúng. Cô là ai mà vô nhà của tôi? Hay vậy cô cục đánh tôi nữa chứ? Tôi báo công an. Đóng cho cái gì vậy? Không nha, tôi có hợp đồng đàng hoàng nha. Tôi cũng có hợp đồng rồi. Nhìn đây. Con trai mà tên Thái Trinh. Tên gì đàn bà quá vậy? An, tên con trai mà. Tên đàn ông vậy? Gọi chủ nha. Để tôi. Đồ nhất nát. Đó.
Alo, An hả em? Ủa chị, sao đầu chị không nói với em? Chị nói em là bạn cùng phòng em con gái mà. Ủa, chị nói gái rồi nào? Chị nói tên Thái Trinh, trắng trẻo dễ thương. Ờ, thì nó tên Thái Trinh, trắng trẻo sạch sẽ, thì chị đâu nói là con gái đâu. Trời ơi, nhưng mà em tưởng chị phải tự biết chứ, con gái làm sao có thể ghép phòng chung với con trai được. Ai mà quan tâm đâu. Đưa cái điện thoại đây. Chị, sao hồi đầu chị không nói với em là bạn ở ghép chung với em là con gái? Ủa, chứ hồi đầu cậu cũng đâu có nói là cậu không ở được chung với con gái. Nhưng mà chị ơi, thổ kỳ lắm. Không ở được. Chị, bây giờ chị trả tiền cho thằng quỷ này, cho đi ra khỏi nhà đi, rồi kiếm người khác đi chị. Cái gì? Trả cọc hả? Nghĩ sao vậy? Tiền đã đưa, hợp đồng đã ký, sao mà trả được? Trời đất ơi, mà sao cô cậu phiền phức quá à? Ai biết hồi đầu không chịu nói trước, giờ đòi tiền cọc là sao? Mà thôi, cô cậu tự giải quyết với nhau đi. Tôi bầu bì, tôi mệt lắm, vậy nha. Không ở, đi, mất cọc, gán, chịu. Ôi thần linh ơi, nếu như mà tôi mất cái cọc thì tôi sẽ không bỏ qua lỗi lầm này của cô đâu cô An à. Cô hãy đợi đấy. Thôi lỡ rồi, đành chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng mà tôi với cô phải chia ranh giới đó nha. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ai biết được cô làm sao. Lỡ như cô sàm sỡ tôi rồi, sao tôi biết được. Chia, chia. Ok, chia. Cũng của tôi. Rồi đồ dùng của nhà này đâu? Tự mua đi. Được, chào đó. Tôi chơi với cô. Quá đáng thiệt chứ. Cuối cùng cũng có một món là của tôi. Xem ra coi như cô biết điều á. Ê, không phải, ba món này mới là của anh nè, hiểu không? Cái đàn là của tôi. Vô lý thiệt chứ. Thôi bạn khỏi chia. Tất nhiên. Cái tivi. Ê, cái tivi không có chia được đâu nha. Ừ, thì cái tivi tôi nhường cho anh đó. Cô nên như vậy, hiểu không? Người phụ nữ trượng phu là nên nhường tivi cho đàn ông. Để lại người ta có đá banh. Nhưng mà cái remote là của tôi. Nhưng mà cái remote là của tôi. Đây nè. Wow. Ê nhì,
Phòng đó của tôi. Phòng tôi đâu? Thiệt à? Rồi cái niệm đâu? Tự mua đi. Tự mua? Tại sao tôi đã tốn tiền thuê nhà là còn phải tự mua nữa là sao? Ai quan tâm. Nam đi. À, ê, nhường tôi đi trước đi. Nhanh lắm. Nhanh đi. Đừng có mần mơ như vậy. Đúng chưa? Còn lâu lắm, mới vô. Nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi nè. Lẹ đi, chửi. Từ từ, cái gì phải từ từ. Sống là để tận hưởng và hưởng thụ, hiểu chưa? Tôi đâu có ngu.
Tôi đâu có ngu đâu mà tôi ra. Ai biểu do cô chơi tôi trước chứ bộ. Anh được đấy. Đợi đó. Mấy mà ngủ hả? Nhỏ ngủ nhịn như kinh công trời. Thiệt chứ. Chán hết sức. Alo. Alo cô Trinh hả? Tôi là quản lý quán ăn. Lần trước cậu mới xin việc nè. Dạ em chào anh ạ. Ừ, hôm nay cậu được nhận người đó. Thiệt hả anh? Ừ, đúng rồi. Đúng lúc chúng tôi đang thiếu một người do bạn phục vụ bị bệnh đột xuất. 1 giờ chiều nay cậu qua luôn nha. Dạ. À quên, lương của cậu là 20.000 một giờ nha. Dạ anh, lương bao nhiêu em cũng làm hết á anh, có việc làm là vui lắm rồi. Ok, nhưng mà tôi ghét đi trễ lắm, cậu đến đúng giờ nha. Dạ, em sẽ tới đúng giờ mà anh, dạ. Dạ rồi, dạ, em xin phép chào anh ạ, dạ. Dạ. Vậy là mình có việc làm rồi. Quên nhấn like và đăng ký kênh cho An nha. Ủng hộ An trong mùa dịch này, vẫn cố gắng làm clip cho mọi người đi chứ.